Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 10 năm 2019 trên mạng chia sẻ YouTube có phát tán nội dung được cho là tọa đàm khoa học về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế. Là tọa đàm khoa học về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế, trong đó Thiếu tướng Lê Mã Lương đã có những phát ngôn gây xôn xao dư luận. Theo đó, tại hội thảo về bãi tư chính hôm 6 tháng 10 năm 2019, Thiếu tướng Lê Mã Lương bất ngờ nhận xét về hai vị đại tướng cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam là tướng Lương Cường và Ngô Xuân Lịch. Ông Lương cao hứng về các tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, từ lớp đại tướng trở xuống đều không biết chiến tranh là gì, chứ đừng nói đến cầm súng như đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng vậy. Còn về đại tướng Ngô Xuân Lịch thì là trường hợp đầu tiên trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam lại có một bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ, không cầm nổi bản đồ đi thực địa. Ông Lê Mã Lương chê bai từ tướng bộ trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các tướng lĩnh quân đội trở xuống đều dốt kém, thậm chí còn chê đại tướng một bộ trưởng bộ quốc phòng không biết đọc bản đồ, không ra thực địa. Cám cảnh trước tình cảnh của quân đội nhân dân Việt Nam, bao nhiêu người ta càng thấm thía với mô tả của tướng Lê Mã Lương về giới tướng lĩnh quân đội chỉ là giỏi nhiều tiền bạc, hoặc riêng ông Ngô Xuân Lịch còn không biết đọc bản đồ thực địa. Thật không thể tưởng tượng nổi một cán bộ lão thành trên 50 năm tuổi đảng lại thốt ra những giọng như nghẹn lại. Đến nước này mà thằng Khoa còn không dám há miệng cái tên Trung Quốc mà vẫn là mấy cái từ nước ngoài với họ, như vào thời còn chưa có bị giặc Tàu ngồi xổm trên đầu như bây giờ. Rồi lại cả thằng lịch xếp của thằng Khoa họp quốc hội cũng không há nổi một từ về Trung Quốc, thì quân đội mình còn tinh thần ý chí đâu mà đánh trác nếu bị Tàu tấn công. Đúng là một lũ mặc váy mang lon tướng, đúng là những thằng hèn. Thằng Khoa và thằng Lịch mà người cán bộ lão thành trên nói đến là Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lồng trong bối cảnh hai quan chức này phát biểu tại phiên thảo luận sáng 30 tháng 10 năm 2019 của Quốc hội về bối cảnh phức tạp của tình hình Biển Đông và an ninh thế giới, đặc biệt là ở trên Biển Đông. Nước ngoài và họ là những từ ngữ được cố định trên miệng viên tướng Khoa, cho dù cuộc họp quốc hội này đã được thông báo là họp riêng, mà về thực chất là một cách họp kín để báo chí và người dân chỉ được biết tin tức ở mức tối thiểu. Đến nước này mà thằng Khoa còn không dám há miệng nói đến cái tên Trung Quốc mà vẫn là mấy cái từ nước ngoài với họ, như vào thời còn chưa có giặc Tàu ngồi xổm trên đầu như bây giờ. Rồi lại cả thằng Lịch xếp của thằng Khoa họp quốc hội cũng không há nổi một từ về Trung Quốc. Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín ấy diễn ra trong bối cảnh đã gần 4 tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm bãi tư chính như vào chốn vô chủ quyền. Như lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ giới chóp bu Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở xuống vẫn cứ định câm như hến và không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới văn rốt võ rát này dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Không chỉ người cán bộ lão thành đã công phẫn mà quá nhiều ý kiến của người dân và trí thức trên mạng xã hội đã chỉ trích danh chỉ đích danh Trần Việt Khoa và Ngô Xuân Lịch là hèn tướng, sợ đến đái cả ra quần, không xứng đáng là tướng, phải bị cách chức. Không khí phẫn nộ đến mức chỉ trực chờ bùng nổ. Lại thêm một chuyện bi phẫn khác, đúng vào ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội 21 tháng 10 lại có đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở nơi đó, Ngô Xuân Lịch trong khi vẫn như bó miệng
mà không thốt nổi từ nào về bãi tư chính thì vẫn cười cợt xã giao với giới tướng lính của tàu như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Việt Khoa và Ngô Xuân Lịch không hề cô độc, bởi trước họ đã có những quan chức cao cấp bị người dân biệt danh là thằng hèn. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019 đã có một cơ hội dành cho tân thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Việt Nam để cầu cứu cộng đồng quốc tế hỗ trợ vụ khủng hoảng bãi tư chính. Thế nhưng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lại chỉ ấp úng các bên liên quan về căng thẳng Biển Đông mà không một lần dám nhắc đến cái tên tàu Hải Dương 8 hay kẻ nào đứng sau hoạt động thách thức của tàu này. Và cũng rất đồng điệu với Nguyễn Xuân Phúc, một lần Minh dám nhắc đến cái tên Trung Quốc. Thái độ cúi đầu cam chịu ấy đã khiến Minh cùng sếp của ông ta là Nguyễn Phú Trọng bị mạng xã hội chỉ trích lên án dữ dội và bị đặt cho danh hiệu thằng hèn. Vậy nếu nổ ra tình huống xấu nhất, tức bị Trung Quốc tấn công, Bộ Quốc phòng và Hải quân Việt Nam sẽ đánh trác ra sao? Sẽ tiếp tục phát cờ cho ngư dân để thuyền ra biển lớn và lại khiến rộ lên câu vè dân gian: chống giặc bằng cờ, chống giặc bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động. Cám cảnh trước tình cảnh của quân đội nhân dân Việt Nam bao nhiêu, người ta càng thấm thía với mô tả của tướng Lê Mã Lương về giới tướng lính quân đội chỉ giỏi nhiều tiền, hoặc riêng Ngô Xuân Lịch còn không biết đọc bản đồ thực địa. Trong khi đó, 6 tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Việt Nam mua của Nga với giá hàng tỷ đô la từ tiền thuế đóng của người dân Việt được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội và Sài Gòn. Còn các tàu chiến khác, kể cả tàu buồm hiện đại nhất thế giới mang tên Lê Quý Đôn, tuyệt đối mất dạng. Phần lớn lực lượng Hải quân Việt Nam vẫn phủ phục trong tư thế bất lực và kiên định bám bờ. Cũng trong khi đó, viên đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố bởi tội ăn đất. Ngày 8 tháng 10 năm 2019, Facebooker mang tên Hoàng Tùng Thiên đã loan tải đoạn video clip có nội dung về đoạn nói chuyện của Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cộng sản Việt Nam, trong buổi tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế diễn ra tại Hà Nội ngày 6 tháng 10 vừa qua. Tại đây, ông Lương yêu cầu đại diện Bộ Ngoại giao đang có mặt trong buổi tọa đàm phải trả lời câu hỏi của ông rằng có chiến đấu đến cùng để giữ được bãi tư chính hay không? Vì Việt Nam chỉ còn 50% đặc quyền trên biển, nếu giữ được bãi tư chính là sẽ giữ được tất cả các đảo còn lại, mất bãi tư chính là sẽ mất hết. Ông Lương khẳng định nếu như để xảy ra chiến tranh ở Việt Nam thì lỗi lớn nhất là của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương rồi đến Đối ngoại Quốc phòng. Qua đây, ông Lương đã tiết lộ một số bí mật như ở sự kiện bãi tư chính đã và đang diễn ra ở Biển Đông, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có bản báo cáo rằng người dân Việt Nam đã nhận thức quá tốt nên họ để cho Đảng và Nhà nước lo. Ông Lương cho rằng Bộ Ngoại giao phải đánh giá lại cho khách quan. Bộ Ngoại giao cũng đã khẳng định sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhưng lại vẫn nói là sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và có thể kiện. Ông Lương còn cho biết lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Cộng sản Việt Nam có một bộ trưởng không đọc được bản đồ, đó là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang còn tại vị, còn Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thì không biết cầm súng. Ông Lương nói thêm, hiện tại trong quân đội Cộng sản Việt Nam, từ lớp các đại tướng trở xuống có được một mặt mạnh ở các tướng lĩnh đều có tiêu tiền. Bản thân ông Lương rất ngạc nhiên khi đến thăm nhà trợ lý cũ của mình, thấy nhà rất to, trong khi ông chỉ có một căn hộ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.